học 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 làm ơn làm ơn đừng nổ mà anh chàng này đang cố gắng vừa chạy trốn vừa tháo chiếc vòng cổ phát nổ này ra gỡ ra được rồi đúng là tên đó không lừa mình cuối cùng cũng gỡ được chiếc vòng cổ hệt như nô lệ này sức mạnh sức mạnh đang tuôn trào không ngừng quả nhiên là mình khác với những tên năng lực trác rưởi đó rồi đây chính là siêu năng lực thực thụ là sức mạnh của thần chưa kịp vui vẻ thoát khỏi kiếp nô lệ một bàn chân từ trên trời liền giáng xuống đầu hắn, bộp, bẹp, hắn tức giận chửi bới, tên chạy vặt của cục siêu phàm, sao lại tới nhanh vậy? Mau thả ông mày ra, hổng được đâu. Ai bảo mày gỡ cái vòng cổ đó ra cơ chứ? Mày của hiện tại quá nguy hiểm. Cái đồ người thường đê tiện bị ổi mày, cái thứ người năng lực hạ đẳng khuyết tật. Mày sẽ phải hối hận, tên mặt đồng phục cam lơ đi hắn mà gọi điện cho cấp trên, ca trưởng vòng cổ bị vô hiệu rồi, đã bắt được người năng lực. Lần đầu tôi thao tác cũng được đấy chứ, cứ tưởng sẽ được cấp trên khen thưởng, nào ngờ hắn lại ăn một tràng chửi te tua, nhanh vậy. Cậu đã chấp hành nghiêm ngặt từng bước chưa, lấy sổ tay ra xem cho kỹ. Nội dung hai trang ở giữa đâu mất rồi. Nghe vậy hắn lật đật mở sách ra kiểm tra lại một lần nữa. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã bỏ sót một điều quan trọng rằng thứ hắn vừa dùng là một loại có thể phát nổ. Lúc này đôi mắt tên bỏ trốn ngày càng phát sáng. Đến khi hắn phát hiện thì quá muộn, bảo trọng, đùng. Lúc này, bên dưới đóng đổ nát, chịu đựng được rồi, thì ra khả năng tăng cường của mình tuyệt vời đến vậy. Tên bỏ trốn đang tự hào vì dị năng của hắn. Mọi chuyện bắt đầu từ một luồng ánh sáng đỏ thần bí xuất hiện ở chân trời tiếp sau đó là cả thế giới xuất hiện lượng lớn người biến thành người siêu năng lực tóc trắng mắt đỏ và kết quả của việc người thường có được siêu năng lực chỉ có bị thương và chết một người đàn ông phóng tia laser trong chớp mắt đã đốt cháy bản thân thành than đen người có năng lực dẫn lửa tự dẫn lửa đến tự bốc cháy đốt cháy nhà cửa khiến chín người chết một người bị thương rốt cuộc thuật đọc suy nghĩ đã thấy được gì người đọc suy nghĩ trên toàn cầu tự sát quy mô lớn những thảm án liên tiếp xảy ra, siêu năng lực đã nhanh chóng trở thành ác mộng của loài người. Sau ánh sáng đỏ, sự xuất hiện của người siêu năng lực không hề dừng lại và tổn hại mà họ gây ra cũng đang dần tăng cấp độ. Người người sợ hãi khi gặp người siêu năng lực, cứu vớ. "Mau chạy đi, có người siêu năng lực." "Rốt cục tôi đã phạm phải lỗi gì mới trở thành người siêu năng lực?" Mâu thuẫn giữa người thường và người siêu năng lực ngày càng diễn biến gay gắt. Sự cố trở thành thảm họa, xung đột trở thành chiến tranh, cuối cùng mâu thuẫn của người bình thường và người siêu năng lực đã dẫn đến bão áp hỗn loạn chôn vùi an ninh trật tự vốn có, người năng lực sẽ không khuất phục, những kẻ có năng lực chết tiệt đều tại bọn mày. Trận thảm họa siêu năng này đã hủy diệt hơn 80% văn minh của con người. Và những người may mắn sống sót cũng đang gần như bị chiến tranh nuốt chửng trong sự thù hận lẫn nhau cuối cùng người siêu năng lực đã hoàn toàn thua cuộc trong trận chiến này do sự thiếu sót của mình người bình thường cũng đang mất đi ý chí chiến đấu trong sự gian nan vất vả không ngừng xảy ra trong sự tuyệt vọng hai bên đã đạt được sự hòa giải chẳng dễ dàng dưới sự chung sức cố gắng của người bình thường và người siêu năng lực trật tự mới đã được thiết lập